xe lan cũng đang lên, các bạn đang chặt cua lên đó. Ngay đây ngay cái cua nha các bạn ơi, bởi cho nên là căng lắm. Mấy chiếc xe lan ở đây đang chạy lên là chứ cũng tranh thủ khúc này nha, không phải dòm ngó vô lắm nha các bạn. Ở trên hai chiếc xà lan khẩm đang đi xuống nha, còn ở đây thì đang đi lên nè. Lên hướng này thì đang chạy thẳng về mình là về hướng Gạch Sỏi á. Đang chặt cua lên nè. Đó, xà lan ở sau lưng mình. Hai chiếc xà lan khẩm đang xuống. Có đại hạ nha, hạ lấy nhường thêm hai chiếc xà lan cẩm ở đây đang xuống nha các bạn. Đó, bây giờ đang né nhau nè, đang né nhau cái cua này nha các bạn ơi. Rồi đây các bạn. Nó thắt tay tới đi kìa. Lan ra là cái sửng này, chào. Còn xà lan ở sau nữa. Bây giờ bầu ở sau nữa kìa. Quá căng. Quá nặng luôn.
cơm chiều. Rồi vậy là ăn xong rồi bạn ơi, rửa chén thôi. Ây cha, né cái ghe kia nó kìa, lộ ghe vịt, cái ghe chân vịt để thích ghê trời. Đó rộng rồi các bạn ơi, cũng dễ né nhau. Ủa xà lan này né cái sáp qua đây luôn. Tới cua đó bạn ơi, thúc càng để mình dễ né với nhau. Rồi xà lan tăng tốc rồi, kìa cũng tiếp rồi. Đó, giết cho nó qua cái cua nha bạn. Tiếp tục một chiếc xà lan đang chặt cua để qua ngã tư nha các bạn. Rồi tới đây là cái ngay chân cái điểm ngã tư mà cũng là bến phà luôn nha. Bởi cho nên qua đây mấy anh tài công
ai cũng cẩn trọng hết nha các bạn. Cái này là thuốc càng là dữ lắm. Đó. Cái điểm này là cái điểm thường xuyên qua lại dữ lắm luôn nha các bạn, rất là đông ghê à, cho nên tới đây anh thuốc càng quá trời luôn. Nhưng mà cũng hên là không có thấy ghe nào qua lại các bạn ơi, chỉ có hai chiếc phà ha đang trống. Rồi chặt cua đi tài xế ơi. Đó, đang chặt cua nè các bạn. Quá trời luôn. À, chặt cua ở trên đó thì đổ về là ở hướng trên Ba Thê đổ về nha các bạn. Đó, đang chặt cua lên hướng này là lên hướng Gạch Sỏi nha. Tới đây chặt cua là phải chặt cỡ này mới lên nha các bạn, nó mới vững được nha, tại nước cỡ này hơi đổ nhiều quá. Đó, đạp quá. Đó, ở trên bắt đầu là ga bầu cũng đang đổ xuống luôn đây các bạn. Còn bữa nay nó ngày cũng ít ghê ha. Cô về đây thì vô đường Ngô Quyền Gạch Giá đó các bạn. Còn hướng thẳng này thì về Hà Tiên nha. Rồi chiếc xà lan này thì chặt cua an toàn, bây giờ đang chạy nha các bạn. Đang chạy về hướng Gạch Sỏi. Chứ cho nó ra bầu cũng đang đổ xuống. Xà lan hướng cho nó xuống, cây nào cái nấy to không? Đang qua mặt chiếc ghe bầu. Ghe bầu bấm rồi. Nói chung mình chặt ở đây thì còn gặp hai cái chiếc phà đang chạy nữa nha các bạn ơi, hai chiếc phà chạy liên tục luôn. Để cho nên anh em chạy ngang đây cũng để ý lắm. Rồi chiếc này thì đâm lên hướng Ba Thê à. Cho nên là tránh được hai chiếc phà. Ở trước mắt mình bên đây là cái bến phà nha các bạn. Ở đây chặt cua lên chặt. Mê không? Ghe này ghe không. Rồi. Bên đây có chiếc xà lan cũng đang xuống nha. Đó, tút càng rồi đó các bạn. Rồi coi hai chiếc phà chạy kìa. Thảo luôn không? Đây, phà đó thì đang cập bến, phà này cũng đang là ghe ra để qua bến luôn. Đò chứ. Đò và giải phóng chính nha. Rồi còn đây thì chiếc xà lan đang trên đường Hà Tiên đổ về các bạn. Tới đây là tới ngã tư á, cho nên là mấy chiếc xà lan tới đây cũng là phải có một người ra mũi để đứng coi các bạn ạ. Xà lan này chở đá. Ở trên sau lưng mình ở Gạch Sỏi thì đang chiếc ghe bầu đang đổ xuống. Xà lan này cũng đang chặt cua hơi hơi lên nha các bạn. Rồi chiếc ghe bầu này chặt cua lên đường Ba Thê. Ôm đít bến đò. Lái dẫn dò luôn.
chiếc đò chờ qua mới ra ra nữa bạn. Đó, thầy cha, chiếc đò này ra ra rồi, chiếc kia cũng đang ra ra luôn. Rồi chiếc xà lan đang tới luôn. Sao đây ta? Sao đây, sao đây? Ủa kìa, ra kìa. Ra kìa. Đi ra vậy trời. Ừ không? Ông lấy đồ, ông lấy trứng gì ghê không? Nó qua mặt cái dèo luôn. Nó đầu luôn ha. Một xà lan hú hồn. Anh xà lan hú hồn với mấy anh lấy đồ. Nó đồ nó cũng đang gà đó. Thì ngày này ngày ngã tư mà thêm là hai chiếc đò luôn nha các bạn. Rồi xà lan này ngon lành. Rồi cứ đi lên thôi các bạn ơi. Ngay đường luôn à. Ngay đường bay à. Bay lên thôi. Xà lan to lo không? Ngay đây ngay cái ngã tư đó bạn, bởi cho nên anh em nào tới đây cũng phải là cảnh giác hết á. Rồi thêm hai chiếc đò nữa. An Giang. Xà lan này ở An Giang. Chạy hướng này thì về hướng Gạch Sỏi nha bạn. Chạy Gam Tây Độc Bồ. Phú nó quèo quèo trước nha. Nói chiếc ghe bầu cũng đang làm xuống nữa rồi nha. Đang qua mặt với nhau luôn. Ghe bầu này máy đặt trong các bạn ơi, cho nên tài xế ngồi anh lái thoải mái lên tài cầm. Rồi ghe này không biết được hướng nào ha. Rồi ghe này đi lên hướng Hà Tiên. Anh chạy lấy cua sát bên đây để anh né cái bến phà luôn nha các bạn. Đó thì lên hướng Hà Tiên. Đó. Quá rồi, chiếc xà lan khổng lồ đang ra luôn. Tức càng quá trời luôn. Đẩy tới đây tới ngã tư đó các bạn ơi, buộc. Rồi thêm hai bến đò, hai bến phà đó. Hai cái đò đang đưa nó, bởi cho nên là bữa này bà chị đi ghe bầu. Đang chặt cua. Ồ đây chiếc xà lan đang lên. Ồ ổng ra ổng dòm các bạn. Rồi vậy là chiếc này chạy lên đúng rồi thôi. Ồ dữ là không. Rồi đánh lái các bạn. Nó chặt rồi. Ủa. Đúng chưa?
lên hướng này thì hướng Ba Thê. Chiếc xà lan này lên hướng Ba Thê. Rồi thêm một chiếc ghe này. Ủa, tranh thủ anh cũng đang nằm lên luôn, chiếc phà đang nằm qua luôn. Ok à, chặt kìa à, chặt kìa, ghê không? Rồi, kẹp chiếc phà luôn ha, kẹp chiếc đò luôn. Ở đây cái ngã tư các bạn ơi, cũng căng lắm, kỹ mới được. Bến đò nha bạn, bến đò Phi Thông qua Giải Phóng chính ở đây, hai đò đi đưa liên tục luôn.